giỏi ngồi tu công phu vàng dài, nguyện âm thầm rỗi lái cho Phật ngài. Mới tu mà quỷ mỹ thần sai, bao thầy làm việc ác đặng hài công lao. Kẻ ấy chết mau mau rất gấp, trời phạt răng đứng sắp từ hàng. Nói đây tất cả cho quê ở làng, từ trong mà đô thị chứ lẽ làng mau mau. Có con người làm sao không biết, có con người mà để diệt cho mất tiêu. Hôm nay trong buổi tiết ở chiều rừng buồn, mưa rắc hoành hiu một mình. Mưa rỉ ra là tình tan đó, còn sự an vui là gió nắng trời. Tỉnh đi ác mộng dân ơi, một ngày mình được sống chứ coi ở đời nghe không. Được sống sót bảo tồn người khó, lẽ đâu ta đứng ngó mà nhìn, đó là không có tâm linh. Mình tu không trọn cho nghĩa tình cũng ăn. Đời mặc thả ai hoài sơ sát, ai không tu tan nát cho mặt tình. Còn ta trọn đạo cho niềm tin, lúc nào cũng tưởng Phật cho bụng sinh cấp sáng. Nói cho đúng tại ta làm tội, nói cho rành lặn lội chứ kiếm tiền. Sao mà ngu dại chứ không hiềm cận đời, không biết đó điên chứ đó cùng. Chưa đâu con trùng trùng điệp điệp, máu tu đi không kịp trở tay. Chừng đó nước mắt chảy dài, ở đâu mà chảy chứ hoài hoài chứ không ngừng. Người tu niệm không mực không khổ, nước mắt trời không đổ làm chi. Thương người ta đã cũ nguyên, thương ta ta lại mà tu đi chưa được thành. Tạo cho lắm giật dành cũng mất, ai chài lo dấu cất ở đâu. Ở trong vỏ cũ cho một bầu, đây rồi sống thấy mà trời thấu nghe người. Càng khổ não vui tư là đạo, càng nghèo thô không xảo làm hiền. Đôi cơm khát nước không tiền mà ta an tịnh không phiền không lo. Không có phải nằm có chịu đôi, hãy cải rau rồi hỏi bán mua. Đổi đi gạo được một vùa, sống chung gia quyến thua. Làm gì nó được giả niệm thì Bồ Tát Đức Di Đà giải thoát đông sông. Nếu ai thấu rõ lập công thì người
ấy đứa cuồng ở phòng tránh rồi còn cứ mãi bướng tôi là chết. Mở một phần chưa hết đâu nghe sừng đây rồi lợi tới hè bị thiêu như chuột rồi đã tré mơ năm. Đi giờ đứng âm thầm mật niệm ai ai đánh ta rồi kiếm nói gì, tại mình niệm Phật chớ mối đi miệng thì niệm mãi mà tâm mà thì không mơ lắm. Niệm không tịnh còn say đừng niệm, nghe bần năng âu yếm chớ bớ người. Thấy rồi ai cũng nhân từ, ai cũng đức độ không hư đâu kề. Giờ thanh tịnh mình mê bẩn trượt, bị của tài cướp phước không còn. Đó là nói rõ bà con thấy chưa, mà thực tế có còn gì đâu. Xây cất chi nhà lầu rồi khổ, ngủ không yên mắt lộ môi hen, miệng thì sáng lời thở than. Đó là độc giả rồi nàng chưa tham lam, ai ai thương được mà làm mà nguyên. Ai ai nhận đi của cái của người, thấy rồi không được phước cả dư, tối ngày tham lam rồi hoài hư tiêu đưa. Thấy đang sống mà chiều lấy chết, người giàu sang như ớt cho miệng hầm. Tại sao con ếch không câm, kêu chi mà quệt ra quệt cho ngự tầm bắt ăn. Cống cao mạng chưa tròn trăng mất màng, còn ngự tu biệt dạng xa hình. Lúc nào cũng rèn luyện tâm linh, họ không mà muốn gặp chưa gặp mình đây là âm chi. Phải phải gặp người tri người lý, đừng trông mong gặp tỷ dạng muôn. Hỏi chi quan lạc chứ thêm mà buồn, nghe lời bần sĩ chịu buồn thành vui. Ta hiu quạnh mà vui trong tri, ta quạnh hiểu chữ ký Phật ngài. Bây giờ không lỡ không phải, suốt đời ta chịu mà hẳn ngày quạnh nợ hiếu. Mong ai ai ít nhiều hiểu rõ, ráng tu đi đừng gõ cho cửa ngài. Nghe ta đừng lợt chứ đừng phơi, thì thơ mà giáo đạo chưa đêm mà ngày ban ở cho. Người mê đạo ăn no kinh điển, mê thơ thì không nguyện một lời.
Say mê cho đến tiệc vời, bỏ nhà mà bỏ cửa chứ bỏ thời đi tu. Nghe giáo lý rừng thù cũng phá được, cảnh âm u đầy trước cũng mơ tan. Ngày nay giáo lý như vàng, nhờ thầy hộ đổ chưa đau tràn đất thân. Lại thầy ơi thầy gần mấy đạo, để mưa phong gió bão trôi ở đùa. Bây giờ tu tiếp chứ tu mùa, thầy đâu có hỏi chứ cất chùa đặt tên. Mấy tiếng của ta đang rỉ rơm, đó là lịch sử dựng thành nơm. Làm sao phá được, ôi đừng phá. Còn người hiền hậu chớ đạm quên. Thân thể của ta có ra gì, sớm ăn chiều uống tối nghỉ si, ra bệnh không biết ngày năm tháng, mà mãi đuổi theo hắn làm gì. Ai ơi có nhớ hỏi lời ta, ai đã thương yêu có nghe qua, làm ơn tu niệm cho rỗi rành, đừng luận nghĩ sĩ cửa cùng nhà. Thân thể của mình thịt nhão tuôn, già tới rồi đây nước về nguồn. Lo chi nữa vậy thêm tàn phá, đâu đem theo được ức triệu. Bần sĩ thiết tha chốn rừng tàn, một mình hiếu hoành buồn mới than. Buồn gì mới nói ngày vui vẻ, buồn bật tu hành để dở dang. Nhìn lại sách xưa của Đức Thầy, trời trên mái tàu đã dần sôi. Ngài đã về cõi ôi thành Phật còn lại xuống kỳ này, để độ thế gian sợ lỗi lầm, sợ đạo của thầy chẳng nhớ tâm. Làm sao sống suốt ngày sau gặp ta ở gần bên chớ đi tầm. Trời đất đổi thay làm sao tường, thịnh si dinh nhục có dấn vương. Đổi rồi không biết làm sao rõ, đổi mất hiền lành bỏ tình thương.
hiểu rõ biết ta, đừng hỏi ai. Ta ở trần gian để khẩn nài, có chi mà hỏi ôi công mất. Thương ta quả nghiệp chớ đừng dây. Có hỏi thăm ta, ta chỉ cho. Ngày đêm trực tiếp ở dưới đò, giảng giang bơi lượn kêu bớ khách. Khách mau về đến ta bơi cho, trễ rồi không kịp bớ khách ơi. Bỏ hết mau đi chớ mây chơi. Ta còn ngồi lại ôi đôi chút, dân lệnh của tiên của Phật trời. Cực khổ lắm rồi để khuyến dân, khuyên xa rồi lại hỏi khuyến gần. Đâu ai biết được mà thương xót. Ta già hành trang sĩ đạo bần, rõ ràng ta chẳng có lỗi danh. Không đạo gian gian, chỉ khuyên lành. Nào ấy có biết để danh dực. Ta trốn mọi người trốn khỏi tâm. Thương người mến vật với người ơi, mới chịu đau thương ở giữa đời. Bụi cùng ngoẩn cuối còn kêu reo, không phải đạo thầy hỡi nói chơi. Thấy rồi sự nghiệp phải trắng tay, ta kể ráng nghe hồi nhiều bài. Ở đâu mà có nguồn kinh mới, ở cội, ở nguồn, ở Như Lai. Phật ở trần gian chúng sanh mù, không chịu nghe lời để mà tu. Tìm ôi Phật giả nào có biết, gió thổi mấy mùa rạng trăng thu. Giả y như Phật thấy mà mê, nào đâu có Phật rước mình về. Phật ở trong ta nào có biết, sai lầm lại bỏ còn chán chê. Ngồi cũng giống ngài Hợi Muni, xếp cắn thuyền tố đức từ bi. Chúng sanh làm tượng ôi là Phật, Phật giả đầy tràn chẳng thiếu chi. Phật thiệt trong ta ráng mà tầm, nhịn nhục tu hành giả điếc câm. Nghèo nàn cách mấy đừng có sợ, tìm đường
về tỉnh chốn Sơn Lâm. Ta kể hôm nay quá nhiều bề thúc giục anh em chủ chỉ về, đau khổ một mình ta cam chịu, mong sao bà tánh giác đừng mê. Rõ ràng tiếng nói ở thiên liêng, ở cõi trời kia rất vô biên. Thịnh không mà có ta sức khẩu, sức khẩu thành thơ phú liền liền. Thân thể của ta đắm khổ sầu, mà ta có ngại hỏi chi đâu. Mặc tình gió thổi ôi nước cuốn, linh hồn tư tưởng đã về tông. Ta ở dưới đời ta cũng như thấy tội chúng sanh hết mọi người, lạc lầm không biết đây ông đạo, ông đạo điên khùng quá vô dương. Rừng thầm tối nay tạc danh đề, mưa ngầm gió mát chốn sân khê. Dù cho tầm tà hơi rơi rớt, ta tưởng hột châu ở bồ đề. Nói mãi nói hoài chẳng hết đâu, này hỡi chúng sanh còn buồn rầu. Làm sao nhận được lời ta nói. Cứ về bình luận trích từng câu, đừng hỏi ta giờ ở gần xa. Hỏi chi thêm khổ chú chị bà, ta cũng như người nào có khác. Khác rằng được có nước mà hàng. Canh khuya hiểu quạnh chưa rừng buồn, quạnh hiểu rồi lại chứ điên cuồng mới ra thơ. Buồn ai cứ mãi chờ giờ, chờ khi nước đó chưa tràn bờ làm sao. Ta hiếu quạnh không gào không khóc, cứ mặc tình ta lặng lúc chưa ra thì vẫn phiền bá tánh chưa vậy thì chắc trên cũng thương xót rồi nghĩ chưa tuổi ở đâu. Ở xa lắm người ơi đừng đến thuyền, nay mới cho cặp ba bến tận đời. Chỗ này một chút chưa dân ơi, rồi bơi mà chỗ khác chớ phiền đời ráng tung.
thương những bậc còn ngu quá xa. Làm sao về tổng bá giữa nước, buồn ai mất lối mất đường, buồn cho ba tánh canh trường nghĩ si. Sao không nghĩ thân ta sắp ra, nghĩ việc đời hối hả làm chi, nghĩ ta rồi sớm tu đi, ăn năn sám hối việc gì rồi cũng mở thông. Nói nhiều quá dài dòng chi nữa, ông bảo lần đất ngửa trời nghiêng, số dân cũng có chưa ngự hiền, cũng ngự muốn thành đạo được giao liên với Phật trời. Còn cố gắng mở đời khuyên chúng, nếu ai ai hưởng dụng chưa mặc tình, làm sống của lực thiên định, của ôi bà mẹ chứ được nhìn bị ngờ thơ. Bần tức giận trơ trơ không biết, ngày hôm nay nước kiệt chứ đời tàn giấy, mà không biết hổ hang sưng, ta là bậc trời minh ngang chưa của tài, thấy mà sợ chứ ai không sợ, sợ cho đời nợ nghiệp dân dương, còn ta thẳng lối ngày đường, ta khuyên mà ba tánh chưa canh trường rồi yên. Ta ngồi nói động viên của Phật, của Đức Ngài, của Bậc chứ siêu màu. Nhiều đời, nhiều kiếp quá đâu tái sanh, mà trở lại rồi đâu đâu có thường. Ông bảo ta nhẫn nhường chút nữa, vì nay mai đất ngửa trời nghiêng, thấy dân cũng muốn chưa làm hiền, để coi có sửa đổi tặng lên thuyền ông mở bơi. Thấy hiu quạnh cơ trời đã diệt, mà dân dân không biết sửa gì, tự nhiên phát cháy như vậy thì từ rừng mà từ biển cố trí chưa thấy mà. Nước cũng cháy dầu sôi sùng sục, trên rừng kia ngã cột chứ cây ta thú cầm, nó cháy chứ thành than. Nước mình bị khỏi rồi hình tàn nước sông, cùng anh em của ta nào khác, nhưng có tu Bồ Tát chứng lòng Nam Phương rất quý trọng trong. Ngày sau mà hội Phật chứ mây rồng bay qua, nước Việt Nam là nhà đại bao qua, phải trung kiến ngài thảo rồi tôn thờ. Tại người lẩn thẩn lờ thơ, bỏ đi rồi quảnh mặt chứ trơ trơ không. Gốc cha mẹ tạo nguồn,
sanh nở bỏ quê hương không nhớ chút bờ này sanh chúng chưa đồng bào trong ngoài cũng dễ rồi rủ nhau tu hành. Một đất tàn ân sanh bất hiếu, hãy làm lành rồi hiểu chưa đạo tiên. Ta kêu ba tánh chưa làm miền, đâu còn làm chuyện mà lý phiền cho họ. Nếu thương ta đừng dạy nở thế, gặp quỷ mà lập kế bị đời. Thương bần ở tại trần ai ở đâu cũng được, chứ tôn ngờ ngài đừng quên. Khuya sớm trao dồi lý đạo tiên, ta nói lời ta chí nguyện hiền. Đâu còn bơ vờn như thở trước, đặng về cõi phúc cảnh Phật tiên. Tỉnh tỉnh hay chưa bớ đồng bào, tỉnh rồi họp mặt lại rủ nhau làm hiền tốt đẹp đi các bạn. Thay đổi bạc muôn giới sắc màu, để ta về Phật, Phật mới vui. Thân thể của ta quá nếm mùi bèo ngon ngọt, hỡi ôi chua chát. Mà nào có biết hỡi thường xuyên, lặng lặng cứ đi kể đường xuống, gặp gai gặp gốc đó là buồn. Giải một trả mười người đâu biết, lực trời phép Phật tở cái khuôn. Nào đâu có mất chớ sợ chi, mau gấp ngồi tu vẫn kiên trì. Niệm chữ Di Đà ôi một tiếng, sống sót đến đời gặp rộng bay. Một câu niệm Phật chớ gì ở đâu. Ông cô chị chú chưa cậu bà cũng như niệm Phật ơi hoài hư đâu có, chỉ mình còn sáng tỏ trong tâm. Nhờ câu niệm Phật chớ âm thầm, cái đường mà ta khỏi chưa đổi lòng như xưa. Niệm Phật đi dù mưa hay bão, ta niệm đi nuôi đạo trong lòng. Hằng ngày không có chờ bóng, không sinh không sót tốt tâm mình gì tu để cứu giang nguy cha mẹ.
thì đừng nên tranh hè tranh đua. Hay là ta đã hơn thua, tớ đầy đội tuyết chớ thay ở mùa nào hay. Đổi phương Nam, phương Bắc, phương Tây, phương Đông cũng đổi do đức thầy chủ trương. Cũng do trời khai đường chỉ lối, thì đức ngài diện mối mới phân. Bây giờ giáo lý thì dân ở đâu mà có sang bằng như nay, ở có Phật Như Lai mơ có. Đâu phải lời cây cỏ làm mê, nghe rồi bá tánh cực chế thì là bị đỏ trần mê chết liền. Đây sắp tới bình quyền mà thay đổi, từ lột màn theo dõi ráng đi. Sống còn là bậc tu mi ráng ngờ, mới thấy việc chi trên đời người. Được sống người ơi là Phật, người được còn là bậc tiên ban. Người khôn được hỡi dễ dàng, đó là do hỡi đạo tràng thầy khai. Người được tính ngày nay do kiếp xưa có tu, nay dịp mới thành. Có duyên với Phật tâm đành, dù nghèo dù khổ không danh chứ không gì. Dù trì chú đại bi trăm nguyện cũng không bằng một tiếng chư đại bi. Chú tâm mà niệm Phật chớ kiên trì, thân mình trì chú rồi đại bi chưa hẳn ngài. Đại bi lượng đại bi ai, đại bi là của đức chư Phật ngài Quan Âm. Không trì chú âm thầm có chú, không nguyện kinh tâm đã chưa có kinh. Này hỡi đồng đạo chưa của mình, bằng nắng nay đã kết tình rồi hiểu chưa? Tụng trăm lần mà chưa giác đạo, chủ trong lòng mà dạy bảo chưa ta hành. Trì chú thì phải chứ làm lành, đại bi đại lượng đặng dành ban cho. Của Bồ Tát ngài cho ta đó, đâu phải trình cả bó cả ngã xe. Nói đây ta chẳng sợ e, quỳ sinh mà lỗi hết rồi ta chứ yên ở nhà. Cho hay không bình an cũng từ, nói chưa ngay ở đường tham dự chưa lý thành. Ta đâu có giật co dành, ta đem lý đạo cho rành dạy dân. Mất đi làm thân mình quá khổ quá, tay rụng rời đầu cổ tay tê. Đường xa làm lụng chưa đi về, làm sao mà trị chú chưa chừng ở đây nhiều câu. Tâm hiển đạo canh thâu giác ngộ, ở bên trong học qua lỗ chưa làm gì. Ta nuôi Phật chí mau đi, Phật tâm
mà ta có thấy gì bài ở không. Tầm kiên tánh Như Lai rất rõ, sáng như trăng rồi tỏ muôn màu, trong người là dạng dường ngã bao, cái gì cũng có sắc màu cũng thông. Nếu y muốn phát lòng sanh này, nếu muốn tiền ta thấy tiền liền, muốn ta bỏ giữ về hiền thì ta cũng được nối liền. Như tại mình muốn quậy hư độc, tại không tu giải thoát sao còn. Bờ này anh chị bà con ở xa cũng vậy, núi ở hòn rồi biển ở khơi, ta không có nói chơi đâu nhé. Chốn lạc bàn ta ghé cho làng hiền, nước nào đủ cảnh đủ duyên, nước nào có phước mơ nói ở liền thì thôi. Ngài xuất hiện đúng giờ đúng cách, ngài mặc rồi võ sách trong tay, tiền muốn phải chịu chứ ăn mà làm lúng hoài hoài mà chẳng có ăn. Thấy rồi chưa được trọn trắng thì trời với Phật san bằng, chưa nghe hôn. Đừng có giỏi bôn chôn gấp ba qua, phải lo tu tầm bả ta về, đằng sau bạn hộ tên đề, thân mình không xấu quá họ bồ đề trong mở tâm. Trà mi thủng vàng gâm quá đỏ, biểu lên đi cho tỏ sáng trưng đẳng người, lợi kính lợi dân đem quà mà cúng mà bưng, chưa đẩy chùa ta thấy vậy thay mùa đổi tiết. Thường chúng sanh không biết làm sao bị đà lạc nẻo, lạc nào bị lầm mà bị lẫn, tội cao ngút trời. Ngu muội quá nghe lời, tấp nập kẻ ngu si mới gặp yêu ta. Còn người chân thật chứ thật là căn tiếng cốt Phật, chưa lầm mà chưa được ở đâu. Đừng có sợ có sầu sắp tới, cả hoàn cầu thế giới chưa cận kề. Nói đây chút nữa ta về, hay là ta đợi cho bồ đề cho trong ở mây, đợi chừng tớ gặp thầy mới cách. Nhưng ta còn phải dạch, phải đem thuyền trời đứng nọ mà xem. Bữa nay ta kể chị em nghe rồi, nghe phải nhớ ôi thôi cho rõ, không có cần gõ mõ tụng kinh. Mình tu đâu có ăn xin, mình tu phải nói tâm tình cho Phật thương. Làm hiền hậu là gương ta để, dù ngăn dâu lấp bê chứ không mà cần. Ta tu thành thánh thành thần, bây giờ ta học phép rồi ta gần mỗi ai. Không có sợ ai ai tất cả, sợ ta làm không mà được hiền nhân. Sợ không nay tạo mai tầng, đi theo lũ quỷ rồi gần lũ ma. Ngày năm tháng trôi qua quá gấp, lại Phật trời gió tắt mưa đơn. Phật ơi trời chớ buồn hờn con sinh, mà tội lỗi cho trong cơn người hiền.
họ cũng biết sám liền trong dạ, họ muốn cần cao cả như vậy. Xin trên Phật tổ Phật thầy cũng là các vị giờ này chứng ở bên ráng cố gắng trọn tình dung thương. Vì ngày tàn mặt thả tiêu diêu không ít thì cũng rất nhiều, nếu ai cần Phật mới quy điều còn ở nguyên. Đây sắp tới chính nghiêm gấp bội, kẻ gian tàn sống nổi được đâu, còn mình là bất mãi râu, có thần mà có thánh chưa về tẩu chưa liêm liền. Thật cố hoành rồi điên rồi điếc, đêm canh khuya chi siết bi ơi, kìa rừng văng bóng cho người rài, cơn mưa tầm tã mỗi ai có thường. Ngồi đợi khách thê lương thảm nào, đỡ đưa ai được vào trong mây, đỡ đưa người đạo của thầy là con của Phật chết lên đầy đỏ đi. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay bần sĩ rất kệ và đọc thơ hết trong một lời lẽ này cho tất cả quý vị để nghe, để hiểu. Nếu anh em nào, chị em nào, cô chú, chị bà nào thì ráng cố gắng đem lực lượng của mình để ráng xử lý mình, rồi ráng tu đi, gội rửa tắm để diệt cái lòng mình, suy nghĩ một phút là được rồi đó. Mà một ngày nữa là ta sẽ sống một ngày của tiên, 30 niên của đời. Thấy chưa? Nói chỉ sống một ngày thôi mà bây giờ thầy nói lại nè, an ủi quý vị tu nè, một ngày của thiên, 30 niên của đời. Thấy không? Chứ không phải là sống một ngày, còn một ngày của tục rồi là tiêu diêu. Mà một ngày của tiên, của thiên đó là mình tu đó, là 30 năm. Sống để tu đi quý đạo anh em của mình. Đây là một tấm chân tình thật sự để trao đổi cùng với tất cả quý vị trong chốn rừng khuya âm u tịch mịch nhất. Hình như đứa con người đến chỗ này là chỗ cuối cuộc đời của họ rồi, không còn vui, không còn nghĩ, không còn si, không còn có cái gì. Thấy cây, thấy lá, thấy những mầm rau cải muối dưa sống chiều vậy được rồi đó, ví dụ vậy. Nhưng mà quê hương họ không có lìa bỏ, đất mẹ họ không xa, đất Phật họ sẽ trường, họ sẽ đi đến đất Phật, họ sẽ được thành. Vì ngày tới đây công danh sẽ thành tội thì phải cực khổ, phải thức khuya dậy sớm đào tạo để nuôi con đạo trong lòng mình đặng có Phật. Bây giờ mới thành cái chân thành cái tay thành cái gì đó chưa có thành trọn vẹn. Mình phải làm sao công thành danh tội, phải cắt y kỳ phận, phải vị tha bác ái, phải bình đẳng như như, phải xem mọi người quá trọng đại, vì họ cũng có tâm linh, họ có máu đỏ, họ có nước mắt mặn, họ có cái tâm tình yêu thương kính mến như mình vậy. Nhưng không may nhiều đời kiếp họ không đủ duyên, họ mất mát, họ mới lên đây, hay là họ chưa đáp ứng được, họ phải trả đi cái quả rất đắt giá, vì tới đây báo ứng liền liền, giai sớm mơ chiều phải trả, giai gì sẽ bị trả nấy. Có thể trả lời bằng hơn nữa thì bần sĩ mong tất cả quý vị anh em của mình dừng bước lại đi để lo tu tâm, để trung quân ái quốc, để thờ nước Việt Nam của mình, tôn trọng, đừng vì của gì tiền bôi xóa không tốt đâu, cũng chết mình bằng tiếng một phản chúa bội thầy gì đó. Thì chừng đó là quý vị sẽ thấy sự trừng trị, trừng phạt quý vị như thế nào. Nói vậy thưa thầy, thầy bần sĩ ơi, ông Phật ông cũng chết không có đâu, ông nhập Niết Bàn đó, rồi ông sẽ
Dù dư đó ổng mà lên trên cái dằn quả đó là mình đó, chứ ổng đâu có chết. Ổng bao nhiêu kiếp đời ổng đâu có, ổng vẫn còn nguyên vẹn nha. Mình nè, nếu mà mình đúng rồi đó, tất cả rồi còn nguyên vẹn, không có mất đâu. Như bần sĩ nè, bây giờ có đi rồi thì khắp chỗ có tiếng của bần sĩ, thấy không? Đêm khuya sáng chiều văng vẳng nghe tiếng, đi làm về sĩ nông công thương hay là làm công ty, làm ngân hàng, làm cái gì đó vân vân, thì về tối mở ra, hoặc là bây giờ sung sướng không, khỏi coi sách nè, già lớn tuổi rồi đó, trẻ thì nói ngay thì coi được, nhưng mà bây giờ cũng đã văn minh hiện đại. Thần tiên cũng văn minh luôn đó, thấy chưa? Cho quý vị có một cái cơ hội đó, mà quý vị không tu nữa thì mất cơ hội này là không bao giờ có được, tìm không ra. Sao thì quý vị có công nhận đó là một cái sự việc thầy đã hy sinh độ tận chúng sanh không? Thì nơi cõi trời nào mà không có thương, Phật nào không mến, đức thầy đức Phật thầy nào mà không bảo hộ cho một đệ tử nghèo nàn nữa, thấy chưa? Mà không học, không biết chữ gì đó, đó vậy vậy á, mà ngồi nói như thế này thì ai nói động lực nào, ấy ai chủ trương, ai cố vấn, ai làm gì đó, như thế đó nha. Thì ta cũng như các ngươi, ăn uống thương yêu gia đình, con vợ chồng anh em vậy, nhưng có khác. Ở tại trần, cư trần bất nhiễm trần, thấy không? Đây như vậy ai cũng mới xuống đây hết trơn nha. Thôi được rồi, đêm cũng đã khuya rồi, thì bần sĩ sinh, thầy xin kính chúc lành tất cả anh em bốn phương ở Việt Nam, ở tất cả các nước, nếu có nghe văn dẫn, con nhạn có bay, có rinh được cái thơ thi phú này thì quý vị cũng để nghe, đừng bâu xó mang tội nhau không, vì thời kỳ mạt không còn có pháp đâu. Cái này thì để có là nước Việt Nam của mình, sau này trụ phú Phật sẽ có Phật ở Việt Nam. Mau mau trở về nha. Đó thì thầy sẽ hẹn với quý vị sẽ có nữa, nhưng mà sức khỏe là một nè, hay là bắt đầu nói lại nữa nè đó, nhưng mà cách nào để cho biết hết thực tế. Như vậy mà quý vị không tu được thì muôn đời không bao giờ kiếm tiền được, chứ kiếm bạn tốt không được, rồi kiếm người tu không được, rồi kiếm người kinh kệ giảng như thế này làm sao có, không có, thấy không? Mua không được, bán không được, sinh không được, không có gì trên trời, thấy chưa? Như vậy không quý sao? Trên đời cái gì có, cái gì không, mình đánh hỏi đi, đánh câu dấu hỏi thử coi. Thôi xin chúc lành hết tất cả anh em bà con trong một đêm khuya rồi, chúc tất cả quý vị ngủ ngon, cùng là ráng niệm Phật A Di Đà hứa 7 tiếng rồi ngày giảm lại còn 3, mà giờ giảm có 1 mà 1 đi luôn, về luôn, hết luôn, tu luôn, thấy không? Nói vậy đó, dễ quá mà.